Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube This Link Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Chúng ta cùng nhau đến với phần thứ 3 trong chương 5 Word Formation Processes trong quyển The Study of Language của tác giả George Yule. Đây là phần nói về compounding, quá trình tạo lập từ mới bằng cách là ghép hai từ lại với nhau để tạo thành từ ghép. Về theo định nghĩa của tác giả sách, thì compounding tức là the joining of two separate words to produce a single form. Hai từ riêng lẻ sẽ được ghép lại với nhau và tạo lên một từ mới, từ đó mình gọi là compound. Còn cái quá trình để hình thành nên compound, mình sẽ gọi là compounding. Giờ thì mình đến với một số trường hợp từ ghép. Đầu tiên thì ta sẽ nói về cái hình thức để tạo thành từ ghép. Ta sẽ có trường hợp là ghép hai từ cùng từ loại với nhau. Như ở đây ta có ghép danh từ với danh từ và kết quả tạo thành từ ghép đó sẽ là một danh từ luôn. Ví dụ như mình có doorknob hay là textbook. Doorknob là cái tay nắm đấm cửa. Ở đây thì mình vẽ theo cách vẽ của thầy Hector Campos trong sách English Syntax and Universal Grammar. Ta có thể ghép hai tính từ với nhau và tạo thành một tính từ ghép. Ví dụ như mình có chữ red hot hoặc là mình có chữ good looking. Vậy thì để biến look từ một động từ thành tính từ thì ở trong clip của mình, clip mà hướng dẫn cách vẽ cây morphology, mình đã trình bày hai cách. Ở đây thì mình chọn cách thứ hai cho nó tiết kiệm. Mình xem cái đuôi ing là một derivational suffix và suffix này sẽ biến động từ thành tính từ, cho nên mình có cái chữ a nhỏ nhỏ ở bên dưới, cái subscript a nhỏ nhỏ tạo thành tính từ là looking. Sau đó good sẽ gắn với looking tạo thành good looking. Cái ngoặc nhọn ở bên dưới rồi ra cái chữ, đó là trình bày về spelling, về chính tả. Dĩ nhiên ta cũng có trường hợp hai động từ kết hợp với nhau, ghép với nhau tạo thành một động từ ghép như là sleepwalk. Và có rất nhiều từ, trong đó ta có hai từ khác từ loại với nhau và ghép lại tạo thành một từ ghép mới. Ví dụ như mình có chữ sky là danh từ và high là tính từ, ghép lại sky high là một tính từ. Trường hợp danh từ đi với động từ tạo thành từ ghép, ta có hand wash, đây là một động từ ghép. Khi tính từ đứng trước danh từ tạo thành một danh từ ghép, ta có chữ blackboard. Bây giờ thì mình sẽ bàn về headedness. Mình sẽ coi cái head của từ ghép đó nằm ở đâu. Ví dụ như từ policeman, thì policeman là a kind of man. Vậy thì head của nó sẽ là chữ man. Vậy thì head sẽ nằm ở bên trong từ đó. Cho nên những từ như policeman hoặc là blackboard, blackboard is a kind of board. Vậy thì head nó sẽ nằm ở bên trong từ. Ta gọi những trường hợp từ ghép đó là endocentric. Nhưng với từ pickpocket, thì pickpocket, it is not a kind of picking, it is not a kind of pocket. Vậy cái nghĩa của pickpocket nó không nằm ở trong cái từ, nó không có nằm ở bên trong cái từ ghép pickpocket, cho nên từ này ta gọi là exocentric. Bây giờ mình đến hình thức số nhiều của một số từ ghép. Ví dụ như ta có mother-in-law là mẹ vợ hoặc là mẹ chồng. Thì khi thêm số nhiều, ta sẽ không thêm S ở cuối của laws, không phải cuối của nguyên cái từ ghép đó, mà sẽ là mothers-in-law hoặc là passer-by. Thì số nhiều sẽ là passers-by, chứ không phải là passer-by rồi mới thêm S. Không phải như vậy. Những từ này thì mình lấy ví dụ ở trong sách của Frumkin, và ta thấy đây là những left-handed compounds,
Những từ này có phần head nằm ở bên tay trái. Ví dụ như mother-in-law thì head của nguyên compound noun này sẽ là mother. Trong passerby thì head nó sẽ là passer. Lại có những từ mà hình thức số nhiều của nó là bất quy tắc nha các bạn. Nghĩa của các thành tố trong từ không có được truyền qua cho cái từ ghép và hình thức số nhiều nó cũng không có được truyền qua cho cái từ ghép luôn. Ví dụ ta biết số nhiều của man là men, nhưng không phải số ít là workman và số nhiều là workmen, không phải như vậy, mà phải là workmans. Hoặc là low life thì không phải số nhiều là low lives mà phải là low lives thêm s. Hoặc là mình có flat foot là một từ lóng để chỉ cảnh sát, số nhiều không phải là flat feet mà là flat foots. Vậy đây là những từ exocentric hồi nãy mình nói, có nghĩa là nó không có head, có nghĩa là những từ này không có head. Bây giờ mình nói một tí xíu về trọng âm, dấu nhấn. Với những danh từ ghép mà từ hai từ ghép lại thì dấu nhấn nó sẽ rơi vào bên tay trái, cho nên các bạn sẽ đọc là blackboard, blackboard, boyfriend. Nhưng khi các bạn đọc là blackboard hoặc là boyfriend thì khi đó các bạn không có đọc một compound word mà các bạn đọc một phrase, một noun phrase. Blackboard, danh từ ghép, thì nó là cái bảng, nhưng cái bảng đó có thể là màu trắng, có thể là màu đen, có thể là bất kỳ màu gì. Còn noun phrase blackboard thì có nghĩa là cái bảng có màu đen. Nếu mình đọc boyfriend thì có nghĩa là người yêu, nhưng mà boyfriend là một noun phrase, nghĩa là một người bạn, và người bạn đó là nam, nghĩa là chứ một không phải là người bạn, người bạn trai, đó là không nam, phải là người yêu chứ không. Mình cũng lưu ý là nghĩa của các từ ghép á, đôi khi á, thì nó rất là võ đoán, khó đoán. Không phải lúc nào nghĩa của từ ghép là cũng từ nghĩa của hai từ thành tố hoặc là các từ thành tố gộp lại để tạo thành. Ví dụ như mình nói boat house thì là house for boats, nhưng mà cat house không có nghĩa là house for cats. Cat house có nghĩa là chữ này thì là xấu, nghĩa xấu ha, là lầu xanh, là thanh lâu đó các bạn. Nếu là magnifying glass thì nó sẽ là glass that magnifies. Nhưng nếu nói looking glass thì không có nghĩa là glass that looks. Khi ta nói dầu ô liu, dầu đậu phộng thì có nghĩa là dầu được làm từ ô liu hoặc là từ đậu phộng. Nhưng còn dầu em bé thì sao? Oil made for babies, đúng không? Made for chứ không phải made from nha. Horse meat thì là meat from horses. Còn dog meat thì không có nghĩa là meat from dogs. Người nước ngoài họ không có ăn thịt chó các bạn, mà sẽ là meat for dogs. Ok, thịt để mà cho chó ăn, thức ăn cho chó. Rồi các từ ghép thì về quy tắc chính tả nó hơi lộn xộn, nó không có quy tắc gì hết trơn á. Có khi thì mình sẽ viết cách ra with space, như là full moon, như là living room, như là bed stop. With space thì mọi người còn gọi là open compounds. Without space khi viết dính thì có người gọi là closed compounds. Ví dụ như là supermarket, bookstore, notebook. Đôi khi thì lại viết có cái dấu hyphen ở giữa. Feel good, ice cream, full time, long term. Nó hơi rối hả? Trước khi kết thúc thì mình muốn giải đáp cho cái câu đố mình đưa ra trong clip borrowing. Chữ này là bánh pía. Chữ pía thì là phiên âm lại của tiếng Khmer, có nghĩa là bánh, cho nên từ này có nghĩa là bánh bánh. Nó cũng giống như trường hợp dừa xiêm Thái đó các bạn. Mình rất thích uống dừa xiêm Thái. Trước giờ thì chỉ nghe dừa xiêm thôi,
mà gần đây mới phát hiện ra còn có loại dừa sim Thái màu vỏ màu xanh, rất là ngon, rất là ngọt và rất là thơm. Thì chữ sim đã có nghĩa là Thái Lan rồi, giờ lại thêm chữ Thái nữa, buồn cười như vậy đó. Đây là những tài liệu tham khảo mình dùng cho clip này. Sách của thầy mình, quyển của Frumkin và quyển của George Young. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Biz Link Corner. Mình sẽ cố gắng làm tiếp những clip nữa để hoàn thành chương số 5 trong The Study of Language của George Young, chương nói về Word Formation Processes. Các bạn đừng quên like và share clip nếu các bạn cảm thấy nó hữu ích cho mình và cho các bạn của mình. Cũng nhờ các bạn đăng ký kênh, subscribe để nhận được thông báo khi mình ra những clip tiếp theo. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại nhé!